Chào, bây giờ mới thấy nè, Thắng, Trịnh Xuân. Rồi, ok, chào mọi người. Chào mọi người tất cả mọi lần nữa nha. Ok, mà không biết nghe cái nghe ngoài đường, mà ngoài đường không biết rồi, nghe người ta nghe nói không, không biết nữa. Coi như là mình đang mù vậy đó. Không thấy chữ luôn, không thấy chữ luôn, là bởi vì cái này nó sáng quắc à, ngoài đường á. Mấy lúc bây giờ mình nói chơi vào vấn đề chút là mấy lúc gần đây mình thấy phương Tây nó có những cái sự biến động về vấn đề, những cái sự nổi loạn, rồi những cái sự cướp bóc, rồi những cái loại vậy. Thì theo anh nhận định thì anh thấy sao anh? Tình hình chính trị, ý tôi nói là tình hình chính trị thế giới trong cái thằng châu Âu đó là mình là gần gũi nhất, nhất là mấy người Tây. Mấy người Tây mình học kinh Tây từ nhỏ lớn, ông rồi đất đai nè, đất của mấy Tây, building mấy Tây xây, thành thử ta là cái văn hóa của nó, văn hóa của nó kinh điển Việt Nam rất là nhiều, cái văn hóa cái người Việt Nam mình rồi, nó cả hai như là đây là văn hóa về vấn đề ca nhạc cũng vậy, Christoph nhớ không, rồi Adamo, rồi Polanka, rồi nói chung là tất cả những cái Adamo, rồi nói chung là rất là nhiều. Thì cái văn hóa mà về vấn đề từ ẩm thực nè cho đến đời sống nè, rồi kiến trúc, rồi các cái này nó bằng bị ra mà ảnh hưởng rất là lớn anh. Nhưng mà bây giờ, nhưng mà dù muốn dù không thì mình cũng nghĩ tới một cái dấu ấn là họ đã đô hộ mình, nó như vậy, họ là thực dân mà, cho nên bị đô. Nhưng mà họ được bệnh danh là một cái nền tảng mà bây giờ đã toan rồi. Bây giờ và hình như đã đang kéo dài ra phía bên châu Âu, có nghe ở nghe đến nước Mỹ cũng đang bị rồi, đang biểu tình tùm lum tùm la, đốt xe, đốt nhà, đốt cửa thì tùm lum. Ông chuyện Mỹ, người Mỹ vừa tình cũng không bị 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 bên châu Âu anh, bên châu Âu bây giờ là nó thì nó như vậy đó, bây giờ nó thêm ví dụ nó là nó cũng khôi của mà cái đó là khi mà người ta mà khôi của đó cho đó là cái văn hóa của người ta là nó xuống cấp. Mà nó có biểu tình không, nó đốt xe là nó không hôi của, chứ mà khi mà hôi của là chứng tỏ là cái nếp sống về kinh tế của người ta nó càng xuống, cái nếp sống kinh tế, tại cái nếp sống văn hóa, mà cái nếp sống kinh tế hai thằng nó ở một chỗ nào thì nó phân biệt ra. Nhưng mà nếu mà trường hợp mà khi cái nếp sống văn hóa mà nó cùng nó hòa chung lại trong cái sự biến động về văn hóa mà đây là hòa chung vào cái biến động của kinh tế, tức là mình thấy là buồn cười á, lần đầu tiên mình thấy thằng mấy người Tây nó đi hôi đồ á, chứ còn cái chuyện hôi đồ của mấy Mỹ thì mình thấy nó mở mắt rồi, hết rồi, mở mắt rồi. Không biết cái hồi mà cái gì hồi duy nhất là cái năm 1977 đó, New York cái tràn nó bị cúp điện, hồi đó mới qua, tự nhiên cái thành phố New York có cúp điện ra, không biết nó bị cái gì đó, bị điện này nó cúp điện, bắn ra ta là nó hôi đồ. Cái chuyện mà người ta mà sao thật chẳng nghĩ là buồn cười ở trong, nó không có đói kém gì cả mà cứ bỏ khỏe hôi đồ, đâu có thiếu không có gì đâu, mà tôi không hiểu tại sao mới hôi đồ mà từ hồi đó tới giờ. Cái này tôi hiểu anh, cái này tôi hiểu à, nó chỉ có một cái điều là cũng do vấn đề chuyện thì cũng đọc mà ra, bởi vì sao anh biết không, những cái người da trắng thượng đẳng á, một gọi là thượng đẳng, thì đa số họ chiếm lĩnh thị trường về vấn đề kinh tế, nhưng ngược lại những người da đen họ là giai cấp thấp. Cho nên tôi nói anh nghe gì là thí dụ như một cái giỏ đi, một cái giỏ sắt như là Chanel đi, thì suốt một đời của một cái phụ nữ da đen không dám mơ tới. Nhưng thì vì đó khi mà có cái gì bùng phát, chính người da đen thổi lên cho nó bự ra và họ vô đó họ cứ bóc đó. Đó là vấn đề coi như là cũng là do một phần sự kỳ thị chủng tộc mà nó là như vậy. Đúng rồi, vấn đề kinh tế đó. Và bởi cái người da đen họ khi mà họ bị chà đạp mà, nên vì đó họ bức và họ chính vì đó. Rồi nhưng mà cái nạn nhân chết người của bullet bắn thì cũng nhà đen nhiều nhất. Thấy rõ ràng không? Đâu có khác gì đâu. Nhưng ngược lại ở đây, ngay thời điểm bây giờ theo những sự truy mà suy đoán á, thì cũng do cái chiến tranh Ukraine và Nga, là bởi vì các nước phương Tây đổ tiền vào cho Ukraine làm cho lạm phát, thành ra cái đất nước họ nghèo đói trở lại, họ hết tiền, và khi hết tiền thì người dân khổ, mà dân khổ rồi đương nhiên dân nổi loạn rồi. Nó một cách khác nữa là tại sao mày có tiền mà không lo cho dân chúng mày, đủ thứ là homeless rồi đủ thứ thất nghiệp các cái mà không bảo trợ, mà đây mới đóng tiền thôi, vì mình tiền liền vào trong kia mà cái chuyện nó không phải của mày, đâu có đại khái là vậy đi, mình nghĩ hôm nay như vậy đi. Thì cho nên vì đó người dân họ bức xúc, thế này Mỹ nó cũng vậy thôi. Mỹ bây giờ nghe nói cũng có cái đảng dân chủ hay gì đó, thì họ cũng có một cái mấy ông thượng nghị sĩ nhà ta để nghe nó không muốn là viện trợ cho Ukraine để cái, nhưng mà
cái chuyện của nước Mỹ trước đầu ấy, mà đây nó hầu như là nó có một cái gì đó mà mình cảm thấy là mình không giải thích được. Nội với ông nghị nhà ta, ông này ông kia, rồi đủ thứ chuyện trên đời, giống như cái đội theo heo nó hẳn vậy. Nhưng mà nói chốt cái vấn đề là họ khối châu Âu đang coi như là lạm phát nặng, vì chỗ đó là người dân đang họ bức bách, mà cứ do nguyên nhân sâu xa là chẳng qua việc và chiến tranh Ukraine và Nga mà thôi, hẳn là như vậy. Theo tôi suy luận là vậy thôi, khổ vậy. Trong khi đó mình ngồi hai nhà đang ngồi phe phẩy giữa cái thủ đô Sài Gòn hay hoặc là thành phố Hồ Chí Minh, bây giờ ở đây đang phe phẩy, đang tung tăng dung dăng dung dẻ, sướng mới đời. Sướng mới đời mới gì vậy? Tối ngày hôm qua về nhà coi TV, coi được chú TV ở trên mạng xã hội, không nhận được bất cứ các mình cũng tự nhiên là mình đi chơi xong rồi ra khỏi nước Mỹ, mình quên cái vụ bắn nhau rồi nha, quên cái vụ bắn nhau thì tự nhiên tối qua là làm đến chơi một lúc mấy thằng chơi ra còn 2, 3, 4 thằng, bốn nơi nữa, còn nữa ngày sáng này có một thằng tên mười người vậy mười người đi luôn vậy á, vui thế, kinh khủng thiệt. Bây giờ mình đi ra khỏi cái mình quên, mình đứa nó không có mà nó không có mình riết rồi. Người sống nước Mỹ, cái người phụ nữ Việt Nam cũng muốn dữ nữa. Có nghĩa là mới đọc một cái tin là một người phụ nữ Việt Nam trình gặp tình nhân rồi bồ đẻ gì đó vậy, rồi mới đọc trường kia mấy phát của đồ mắt, rồi riết là con người Việt Nam mình cũng hung dữ như thế kia. Rồi mình không nghĩ là xưa giờ là có phụ nữ Mỹ bắn cái thì ok, nhưng mà bây giờ có phụ nữ Việt Nam bắn luôn. Rồi. Không có đâu, rồi mấy bà Việt Nam dữ lắm, dữ hơn mấy bà Mỹ nhiều. Đồ ghê thiệt. Thôi ớ quá. Mấy bà Việt Nam mà bắn đó. Lạnh lùng. Dữ lắm. Thôi, cười. Dữ quen rồi. Cái súng bóng nhiều quá. Đúng rồi, đúng. Súng bóng quá nhiều. Bây giờ đồng bào bắt sửa sạc viên chưa? Đó. Giờ bắt đầu người ta nghỉ điên chưa? Công nhân viên đây không nghỉ điên. Đây cái building này dưới này có nhiều văn phòng đúng không? À. Có đủ văn phòng, có đủ văn phòng rồi. Ở đây quá người sầm uất rồi, mình không nói nữa. Mặt bằng ở đây là thường thường đa số là người nhà họ kinh doanh. Còn đúng nếu không? Mà cho thuê không biết nhiêu tiền cho nổi. Vậy chứ mà họ cũng thuê không đây? Cả trăm triệu một tháng. Cả trăm triệu cả trăm triệu ông thấy mấy cái nhà bên đó là cũ lắm rồi nè, ông đợi đi, bây giờ khởi đầu mà mấy người này hay thấy ai sạch sẽ không, không có nhìn không mồ hôi mồ kê không có ra họ không có cái mình người ở đây họ học quen rồi quần áo cũng đẹp. Ở đây có những người nhân viên của những cái co-op này nè, có rồi. Những cái công ty nè, họ tới giờ họ đi ra ngoài họ ăn trưa, họ cuộc sống họ thấy chậm rãi quá, thanh thản, không có gì lo âu. Hồi làm công hãng mấy cái trang có 15 phút ráng ăn lua rột làm thứ mẹ khổ. Không biết đâu mà đi chậm nó nóng không? Cái đời sống bên mình là bên Mỹ là đời sống công nghiệp, anh hiểu không? Cái con người nó trở thành máy móc luôn, mấy chục năm làm bệnh chứ không, tôi không có để đồng hồ báo thức cái nha, mà con người đồng hồ sinh học của mình là tới bây giờ đủ thức dậy ơi, mấy chục năm y ra vậy giật mình lại vậy là được, mà cái răng xuất miệng sau là bắt đầu ôm ngồi đi, nó làm mình nó làm hay lắm, riết rồi con người mình thành máy móc luôn. Hồi sáng tôi đi bộ xuống như này đúng ăn cơm ở nhà ông, và từ nhà ông về đó là tối về nhà là tắm rửa tí là ngủ luôn đó, sẵn không ăn tối cũng không ăn cơm, mà sáng dậy mới ăn lúc khoảng 9 giờ chỗ này. Tôi thì ăn, không có thích tôi thì về Việt Nam mà tôi không có thích vô mấy cái quầy nhà hàng hay là quán xá là lớn ăn, bởi vì những cái khẩu vị nó không hợp với mình. Bây giờ tôi khoái ăn cơm đường cháo chợ thứ một thứ hai nữa rồi không mà không về nhà nấu ăn rồi ok. Đi bộ mấy bước cái ngồi ăn đĩa một đĩa cơm đông đó mà đúng
ăn rồi à? Ăn rồi. Ăn dĩa tấm tấm xong cái tôi ngồi tôi đợi mất tôi đâu biết đâu, tôi ngồi ăn dĩa tấm tấm mà cứ dĩa tấm có bảy tấm nhỏ luôn, mình tôi phải ăn thêm một phần công công mà là tôi ăn hết phần công công xong cái mà thịt tôi vẫn còn đấy, mình ăn gì đi mà mình ăn cơm. Anh thấy rõ ràng không, về Việt Nam mình cái nội cái ăn uống không mình cũng đã thích rồi đó. Anh thấy ở đây toàn là thức ăn tươi, thịt tươi, cái gì cũng tươi. Ở bên đó là mình phải nói kệ xấu cho người, tại vì đời sống họ đâu chứ công nghiệp cái gì cũng đồ bỏ đá, cái gì nó lớn không, tất cả mọi thứ nó phải bỏ chùa đá, tất cả mọi thứ đều phải bỏ chùa đá. Thành ra cái vì từ mới cá đang đi sông nói trước đang đi sona sona à, ngồi này đã cùng thích ngồi nha, từ quá à, ngồi ra từ dồn qua dồn lại dồn tới dồn luôn, giáo giác ông này ông kia rồi là thấy vui, con người cũng thấy, là thấy vui, con mắt mình thấy vui, có nào được nào luôn nhìn ngoài quá được được con ai? Tôi mở cái tôi nhà bến là tôi mở cái sổ ra dồn thấy đóng cái sổ bên này tiếp rơi nhiều đấy, là tôi thu quải ngồi lên ngay cái thứ không thấy nào được nào, không thấy cái xe buýt quay. Bệnh nó tối ngày sáng đêm là cái xe buýt nó cứ hú riết thôi rồi. Ồ mà tôi không biết người ta công tôi ở cái chỗ ở cái làm gì đâu nào, ta làm không có lúc nào mà cái xe cảnh sát mà nó có hai thằng, một là xe cảnh sát và hai là xe chở lửa, ta làm nó hú, ta làm lúc nào nó cũng chạy ra nó cũng mất tiền, ta làm ốm rùm còn đi mà không biết nghe rồi đi mà ông nghe thấy cái cảnh sát họ mà phải họ vượt ai hay là người ta vượt nhau ngoài đường nghe rồi đi mặt đi mình thấy cái đó là cái mà mình thấy rất là đặc biệt. Cái đó nó chứng tỏ cái gì? Đó là cái an ninh xã hội nó không nhìn thấy không ở đây không có cảnh sát, không nghe tiếng hú, cái đó nó nói lên một cái điều rất là thực tế là ở những cái đất nước nào mà nó bạo động xảy ra nhiều, bị thương tật, bị bắn vậy thì bị cảnh sát chạy tè le, xe cứu thương chạy y xèo. Ở đây lâu lâu mới nghe được xe cứu thương. Xe cứu thương là gì? Đặt bà đẻ khó rụng từ cấp huyện tỉnh gì đó chuyển lên để khái thôi, chứ mày ra đây không có cái vụ xe bullet hú còi chạy trên nổi. Còn ở bên Mỹ là ngày nào mà không tệ lắm, phải nghe vài chục cuộc, đặc biệt là ngã tư này. Cái mùa này mùa trăng lên giống như anh Phượng nói là thôi rụng mà cảnh sát mệt nó hú còi nó chạy y xèo rồi. Mà nó buồn cười anh, nó có những cái tập quán á, mà mình cảm thấy nó ngược với bên kia. Ở bên Mỹ á, nghe xuống bằng tôi đó là trốn chết mẹ luôn, rồi trốn thấy mẹ luôn. À, không dám ra đường, rồi chung với hầm, rồi qua nhiều cái đời xong rồi. Trốn. Mà ở Việt Nam chỗ nào bắn súng rồi dân nó bu là biết là ghê chứ đâu. Bà Mỹ có bà Mỹ trắng đi ngang á, đẹp gái. Người ở trắng. Ở đây có bà ít rồi. Ít người cho chắc. Khu này mình đi ra vậy ít bị nó đổ xô mấy cái vụ mấy cái khu vui mấy cái khu giờ danh lam thắng cảnh đồi, khu này là khu làm việc, khu này là cái mấy người cái khu mà ở chỗ Bùi Viện rồi đó thì nó nhiều, khu ở đây khu này là khu làm việc, khu này người ta là khu này khu nhà ở người ta, ở trong này cái building là mình nhìn thấy mấy đại hàng nhiều, đại hàng nó đi đến mấy nhà mấy cửa cái đó đi, còn khu này khu làm việc. Có lần tôi đi xuống cái kia thằng con nuôi nó chở đi ở cái chỗ khu quận 7 á, đại hàng ở rất nhiều anh, mà nó mở công ty, nó mở sạp, nó bán rất nhiều khu đó, toàn đại hàng không? Kinh doanh, giờ đại hàng nhiều. Bây giờ đó Việt Nam mà thấy là đại hàng ở nhiều, thấy mấy Hàn Quốc ở rất nhiều. Hàn Quốc qua đây kinh doanh á, qua đây mở công ty, qua đây những cái thương hiệu sản phẩm mà nó kinh doanh vấn đề những cái không nó kinh doanh vấn đề sắc đẹp anh, có nghĩa là kem dưỡng da rồi các cái thẩm mỹ rồi đấy. Thằng đó nó làm cái gì nó làm, cái thằng đó nó làm giỏi, mấy cái thằng đó là bây giờ là công nhận nó làm việc giỏi thật, dân ít dân hai mấy triệu nó không làm việc giỏi thật. Nội mà nó ở đây không dân thường, nó ở đây không khoảng cũng 200,000 đó, nhưng mà nó rất là đó biết. OK, hai ông già gặp nhau chuyện nó chuyện trời ơi nó khởi không thì không có chuyện gì quan trọng cả, chuyện đường phố, chuyện phố phường, rồi sẵn rồi chuyện cơm trưa, cơm chiều vậy khai thôi ha. Thì OK, bây giờ like cũng nói chung là không có gì để mà nói nữa thì thôi tất cả mọi người mình bye bye mấy ông già nha, mình bye bye tất cả mọi người nha.
ra mồ hôi quá. Trời, ra Hà Nội gì nữa, chả Hà Nội chẳng mới vô, giờ bị bắt ra ra nữa, có tao nè, tao chưa có đi nè, đủ quá, mình còn đưa ngán á. Ờ, ok, bye mọi người nha, bây giờ hai thằng dài đi kiếm cơm bị ăn, bằng chai này chai ăn rồi, cứ mình tao rồi. Uống ly cà phê này nó bự quá, cái ly cà phê uống nãy giờ chết rồi, mình mất chưa được nửa ly cà phê. Ok thôi, tạm biệt mọi người nha, bye bye mọi người, ok.